vui là chút bằng không? Ừ, dạ, đều thôi. Xin mời các bạn đó là cái là phố. Rồi, các bạn đó. Rồi, đây, 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 chúc cho Văn Minh với cho Quốc Khánh. Bơ. Sao bạn bơ đứng đó vậy à? Bạn bơ ăn ké à? Bơ xong rồi mà. Ừ, rồi có ông nội bà nội lì xì rồi. Có ly rồi. Em hiểu mà. Có ly rồi. Hồi nãy ly trực tiếp luôn rồi, chị ly cậu đi chuyền 3 cây rồi. Này 99 rồi, vậy năm sau à. Một đứa cháu nữa là được rồi. Vì đó là được rồi ha. Không cần nhiều gì hết. Ồ, có cháu ngoại. Năm nay có cháu ngoại. Năm nay có cháu ngoại. Năm ngoái chú có cháu ngoại thiệt chứ bộ. Nhường ngôi đi rồi để trước Tết mẹ Tiên. Được chưa? Sống chưa? Rồi đây. Mẹ Tiên ngồi đây. Rồi, 1, 2, 3, chúc mừng năm mới nha. 1, 2, 3. 2, 3. Chúc mừng năm mới. Yeah. Quá đẹp luôn. Rồi, chụp hình quay phim rồi đó. Đẹp lắm rồi. Rồi.